Lạc vào trong cơn mơ, mơ, mơ. Khi nơi đây vẫn khiến ta là mịt mờ. Để ta đừng mơ, mơ, thân ta. Vì sao khi ta còn ai đang đợi chờ? Ta lạc vào giữa những dòng trăn trở, tiền tan đêm tàn, ta miên man về những tập thơ. Có bút có mực, có người bạn là những trang vở nhẹ nhàng. Như thế ta cứ lạc vào một giấc mơ. Và ta cũng chẳng nhớ đây là đâu. Còn vẻ như ta đang đứng trên một góc phố, khu gầm cầu, trong thân xác một thằng nhỏ áo ba lỗ, dắt theo sau một đứa em gái mù loà mà nó chẳng rõ đang đi đâu. Có lẽ là tới con ngõ ở đằng sau, nơi một thằng thanh niên đang đứng chờ và giá dấu. Thoáng giật mình ta lại lạc giữa một lô những hàng lậu, tay cầm rổ kẹo cao su, cô ơi cô mua giùm cháu. Đêm qua mau ta lại thấy mình trong một căn gác, cạnh thằng thanh niên kia đang ngồi đong đếm từng đồng bạc. Rồi hồn lìa khỏi xác, trở về trước bàn thân quen, còn chút hơi men nơi cổ họng. Ta lạc. Trong cơn mơ, mơ, mơ. Khi nơi đây với khiến ta là mịt mờ. Để ta đừng bơ ngơ thân thờ. Thế xa khi ta còn ai đang đợi chờ. Lạc, ta lạc vào giữa muôn vạn làn khói, bay thật chậm như thân xác này đang trôi. Miệng muốn nói, tay muốn viết mà như cạn lời. Rồi cứ thế nhắm mắt lại ta lạc vào trong đêm tối. Gió đang rít hai bên tai, xung quanh ta bao nhiêu người ta chẳng biết ai là ai. Lạc giữa tiếng xì xào, mọi thứ tối sầm lại. Bỗng nhận ra mẹ đang nằm cạnh ta, mắt mẹ nhắm mãi. Lạc vào trong mơ hồ, ta nghe tiếng khóc mếu. Mẹ ơi cứu con với, đầu đó tiếng thằng nhóc kêu. Đầu ta quay, ta vùng vẫy giữa dòng nước xoáy. Để bỗng thấy có vòng tay ai ôm lấy đây ta không hiểu. Phải chăng cùng một người cho ta hai lần sự sống, để đổi lại là linh hồn trở về với hư không. Ta lạc một lần nữa giữa những tiếng khóc vô vọng, giữa những nén nhang trước khăn tang và nắp quan tài đã đóng. Ta lạc. Trong cơn mơ, mơ, mơ. Khi nơi đây với khiến ta là mịt mờ. Để ta đừng bơ ngơ thân thờ. Vì sao khi ta còn ai đang đợi chờ. Và ta lạc giữa dòng ký ức năm xưa, khi ta còn có bố lo miếng ăn ngày dăm bữa. Đứa em gái mấy ngày nào còn đang thời ấm ngựa, giờ đã lon ton chạy đùa giữa những góc nắng ban trưa. Đâu còn nữa những ngày tháng vui vẻ bên nhau, khi những bữa cơm dần bị bù thay bằng những đêm nhậu. Chén rượu đầy bộ uống cạn để cho quên sầu, và để thay những nụ cười bằng những trận đánh ngày một thêm đau. Đến một ngày khi những trận đòn vượt qua tầm kiểm soát, đứa em gái tội nghiệp vô tình bị mảnh trái đâm vào mắt. Miệng nó khóc, máu nó chảy, tay nó nắm thật chặt. Ta kéo nó chạy bỏ lại sau lưng tiếng la mắng quát nạt, và tiếng chửi vẫn cứ đuổi theo mỗi con phố ta qua. Đến khi ta nghe tiếng xe đâm mạnh và tiếng bố ta la, đó là khi ta lạc giữa mông lung và sợ hãi. Cứ thế ta đi lạc mãi không thể trở lại. Nơi đây với khi ta là mịt mờ.